một fake cũ như nhiều bạn biết rồi. Sau sự ra đi của Izu, Aruto chìm trong ác tâm và rồi trở thành Arc One ở tập 42. Từ đó anh cũng xuất hiện dưới hình dạng là Arc One luôn. Cho đến tập 44 thì Aruto đã sử dụng lại Zero Two Driver để đấm nhau với Vulcan. Nhưng âm thanh phát ra từ Driver lúc này có thêm một phần tiếng thét đặc trưng của Arc nữa. Điều này thể hiện Aruto đã hoàn toàn chìm trong ác tâm và dù có dùng thứ gì lúc ấy thì trái tim Aruto cũng chẳng thay đổi được. Đấy là cho đến khi tập cuối rồi không hiểu. Kiểu éo hay chẳng vê bơ. Và công còn nhớ bức ảnh Zero Two đèo đầu cưới của Arc One không? Đây là minh chứng cho việc mấy ông bên tôi có thể quay xe bất cứ lúc nào. Không tin bố con thằng nào được đâu.